Ông Hoàng làm giá là có thiệt nha cô chú anh chị. Cái hộp giấy không á mà 5 6 triệu. Trời ơi, không tin nổi luôn á. Sơ phay rồi chính em Cường mới về được mấy chiếc mà nó new 100% luôn, không có hộp thôi anh chị. Máy là chưa khởi động, chưa cắm sạc gì hết nha. Cái này á thì có thể là chết được ha, mình chết số lần sạc, chết pin rồi ra hết anh chị. Đó, new siêu trong hộp nó cũng chỉ là có cục sạc thôi anh chị. Đó, nó không có gì đó, máy và sạc thì thôi. Đó là 38 năm. Như cái con này á nó không có cái hộp giấy là nó còn có 31 9 nè. Đó, anh chị tiết kiệm em Cường được 6 triệu mốt. Rồi, cái bản mà 256 GB này nè, i7 16 256 ha, thì máy new của nó là 34.9, trong khi bây giờ một cái máy không có hộp nên anh chị tiết kiệm 5 triệu là chỉ còn cái 26.9 thôi. Anh chị thấy không? Đã không? Quá đã chứ còn cái gì nữa. Bởi vì em nói khi mà mình đi tìm kiếm những cái sản phẩm tablet PC để mình sử dụng á mà gặp được những cái em này thì em phải nói là kèo thơm, gọi đúng là kèo thơm luôn anh chị. Nó bây giờ new 100% hết, có cái gì đâu, chỉ không có cái hộp giấy này thôi, tiết kiệm được 6 triệu bạc. Trời đất ơi, em cho anh chị xem cái hộp giấy nó có gì nè. Nó có cái gì đâu, hộp giấy này nó mua về nó cũng dục nó làm gì đó, hộp giấy này thấy không, ngoài ra nó không có gì đó đó. Xong ở trong đây nó có cục sạc thế thôi, cục sạc trong trong đây rồi, tự nhiên vậy tốn 6 triệu bạc, thấy tiếc không? Quá tiếc. Mà bởi vì em nói cái hàng này nó không có nhiều, chứ mà nó có nhiều em Cường nhập về em Cường chia cho cô chú anh chị rồi, không có nhiều anh chị. Lâu lâu nó có vài chiếc, lâu lâu nó có vài chiếc. Pháp sư Trung Hoa nó nhiều lắm. In cái hộp này dễ bỏ vô cái giúp cô chú anh chị 5 6 triệu bạc, sao biết được đúng không? Đó, bởi vì em nói làm gì làm, mình mua bán có sao nói vậy đó. Thì lúc nào em tính em Cường từ xưa giờ anh chị biết rồi đúng không? Còn bảo hành thì cứ này 12 tháng bình thường ha, không có cái gì khác biệt hết. Máy mới cô chú anh chị mua ra làm sao thì em bảo hành đầy đủ như vậy hết rồi. Sơ phay rồi chính nha, cái dòng này gọi là em nói nó là ông trùm của dòng tablet PC rồi, tại vì nó là con đẻ của Microsoft anh chị. Cảm ứng trên những con máy này cực kỳ mượt, tại vì đồng bộ được với lại cái phần cứng và phần mềm cùng một hãng luôn anh chị đó, Microsoft. Đây là nó rất là mượt ha, nó có hai màu ha, nó màu đen với lại màu platinum đó, hai cái màu này cũng rất là dễ dùng ha. Dòng này á nó sử dụng như một chiếc tablet anh chị, và mình thích là mình biến hình nó thành một chiếc laptop thực thụ luôn ha. Core i7 luôn anh chị đó, Core i7 RAM 16 GB khỏe lắm nha, anh chị dùng cho em văn phòng đồ nọ kia là thoải mái hết ha, đọc mấy cái file lớn, file AI hoặc là những cái file mà Excel mà nhiều cột rồi đó, nhiều dòng, thoải mái cho em Cường nha.